là nhìn cái view mà từ đây mà mình nhìn qua bên cái phòng bên đó đó, view trong nhà đẹp luôn đó nè, nhìn nó mê chưa, coi nè, trời ơi. Chào bà con cô bác và tất cả quý vị nha. Ngày hôm nay Long Vân đưa quý vị đi tham quan cái khu nhà triệu đô ở tiểu bang của mình nha. Và mình sẽ coi cái nhà nó như thế nào ở trong và nguyên một khu luôn. Cả nhà đi tham quan ha. Tiếp tục đồng hành cùng với Long Vân để coi nhà triệu đô ở Mỹ và người Việt Nam sở hữu của người Việt Nam nha. Bây giờ mình đi khánh thành một cái nhà người Việt Nam mới mua nha, trên triệu đô. Đây nha mọi người, đây thì bây giờ mình đi nha, mình đi thăm này. Đó, đây nguyên một khu này, đẹp chưa? Rất là sạch sẽ. Wow, đẹp quá. Trời ơi, quá đẹp luôn. Nguyên khu. Đó, nguyên khu nhà rất là khang trang nha, sạch sẽ nha. Cái hàng rào để mà nó chắn cái đường đó, cho nó khỏi ồn đó. Wow, đẹp quá. Nguyên một khu rộng, rất là rộng lớn nha. Đây, dắt mọi người vô trong một chút xíu nha. Đây, nhà đẹp quá. Này, đây cái khúc cổng này, quá là đẹp luôn. Trời ơi, có những cái thấu này, đẹp chưa? Đây là cái cửa đi vào này. Wow, cầu thang đẹp quá Yêu. Wow, đẹp quá. Ê, mở điện sao đây? Mở cho nó sáng, tôi quay, tôi khoe nhà chút coi. Wow, đẹp quá. Có cái vòng binh, wow. Hả? Không, rắc rối lắm, đúng rồi. Bây giờ nó build simple lắm. Wow, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Nó làm ngay cái bồng binh ngay giữa nữa nha. Đó, bây giờ những cái nhà hồi xưa khoảng cỡ chừng mười mấy năm về trước thì nó mới xây như vậy thôi. Nó làm những cái dorm này. Wow, đẹp quá. Đây, đó, quá đẹp luôn. Wow, một vòng luôn. Trời ơi, đẹp quá. Đây là cái office. Đây là cái office. Đó. Phòng đọc sách nha. Nó từ từ giống như nó gọi là cái den, cái office. Mình dùng để làm office hay là mình dùng để làm chỗ đọc sách, library. Đó, để kệ sách này. Nhìn mê ha. Đó. Wow. Hardwood floor. Phòng thì nó làm bằng thảm. Chỗ này thì hardwood floor. Wow. Đây là chắc là đây là cái bathroom. Đây là cái bathroom. Đẹp quá. Trang trí rất là tao nhã, rất là đẹp nha. Đi đi khám phá nhà này. Ôi ơi, có cái làng càng này đẹp quá. Wow. Hello con. Wow. Ở đây là đi nhìn xuống là cái phòng khách nha. Đó, đây là nhìn xuống là phòng khách này. Đó, đẹp quá. Thoáng, cao ráo, rộng rãi. Đây. Ở đây là nguyên cái vùng binh nha. Cái lan can này vòng ra đây. Wow, đẹp chưa? Đó. Wow. Đi một vòng luôn. Trời ơi, nhà mê chưa? Mình mơ ước có một cái nha. Thôi, mơ ước thôi nha. Cái phòng của gia đình, nó gọi là master bedroom. Phòng của hai vợ chồng. Đẹp ha. Wow, tuyệt vời luôn. Wow. Trời ơi, Vân thích cái sunlight đẹp chưa này. Nó sáng luôn, không cần mở điện đâu nha. Trong này cũng có thêm cái fireplace, cái lò sưởi tắm. Đây là closet nè, chỗ đựng đồ này nha. Wow. Trời ơi, bà chui vô đây hot tub, bà ngồi bà coi view luôn nè. Trời ơi, mê không? Ngồi vô hot tub,
nhìn view, nhìn ra view lý tưởng không? Trời, tối nay chắc mình giờ mình xin nằm trong cái hot tub. Nằm bên hông đi cũng đẹp đó đó đó, xin có một chút xíu vậy thôi à, mơ ước vậy thôi á. À đây nha, yeah, nha. Ôi anh đùng tục quá à, vì anh cao. Vâng, mê cái phòng này ghê luôn á, không cần đèn mê ha. Đó, nó có cái sunlight rất là đẹp. Đây một phòng lớn đó. Bây giờ bắt đầu mình qua mấy cái phòng nhỏ nè. Đó, vòng theo cái rail này á, cái ban công này á là các phòng. À, trên nó để thảm nha. Bonus mà to dữ vậy hả? Bé Cindy đã ở. À, phòng này của Cindy hả? Ừ, Cindy ở phòng này. Oh, wow, bự chứ. Bên này cái closet, closet để đựng. Còn bathroom với lại towel này kia. Bên này một phòng nữa nè. Ờ đây là phòng giặt. Máy giặt, phòng giặt bây giờ nó làm ở trên thôi, nó không làm ở dưới như hồi xưa nữa. Đây là bathroom nè. Nhà. Yeah. No no, cái này closet. Cái này closet phòng. Ba phòng. Ở trên 5 phòng luôn á. 3 1 2. Bên này hai cái nữa. Bên này ba cái, hai cái, hai bên. 3 4. Không có ai đâu. Không, nó đi đâu rồi? 4 phòng rồi đi. Ừ. Đây một phòng nữa. Vẫn thích là cái phòng nó rất là hai sáng. Cái phòng này dễ thương nè. Chia ra hai bên giống như twins vậy đó. Dạ. Phòng này thì nó để phòng khách á. Oh, yeah. Nó để giống như là học bài á. Học bài, nó để computer rồi nó chơi á. Trời ơi. Có hai chồng hai đứa con mà năm phòng, thêm một phòng nữa nhưng mà để dùng là để làm phòng exercise. Hả? Hai phòng. Nhìn ha, cái phòng đẹp ha. Đó. Đây. Wow, đây là cái bathroom ha. Đây một phòng nữa nè. Là ba phòng nè. Hello con. Đó. Đây một phòng nữa nè. Oh, đây là closet. Đựng đồ nha. Cái này để đựng đồ. Đây có một cái đen, cái nó nhỏ nhỏ để ngồi nghỉ ngơi chơi nha. Wow. Đây một phòng nữa nè nha. Đây. Một phòng. Ở bên này một phòng nữa. Ô, như rộng quá ha. Nhiều phòng luôn. Wow. Phòng rộng rãi lắm nha. Đây, một phòng. Đây, phòng này nữa nè. Wow. Wow, mê ha. Dư quá trời luôn. Đây có tủ lạnh nữa, ngồi nghỉ ngơi nữa, có phòng. Ngồi đi uống cà phê dọn đó cũng thích ha. Ờ, cảnh đẹp quá. Dạ, view. Vâng, thích, đẹp. Sáng quá. Sáng quá. Dạ. Yeah. Wow, nè coi nè, nhìn vô đây. Ô, cảnh đẹp không? Mê ha. Nè nhìn cái view mà từ đây mà mình nhìn qua bên cái phòng bên đó đó. View trong nhà đẹp luôn đó. Nè nhìn nó mê chưa? Ừ. Nè sang ha, nhìn sang ghê luôn nghĩa. Wow. Đây xuống là xuống đây, từ ở trên xuống nè, đó đi cái cầu thang vòng lên nè, thấy không mê ha. Wow. Ba cái bình là cái này của nó để lại luôn hả? Không, của mình á. Bình dễ thương ha. Ba cái bình nhìn giống như đồ cổ á ha. Nhìn như giá trị luôn đó. Mà thiệt á, mình nhìn mình không biết chứ. Cái ba bình nó bao nhiêu? Ba bình 500. 500 đô hả? Trời ơi, đẹp. Nhìn lạ luôn á. Dễ thương quá. Cái decoration rất là đẹp. Cái cây này cũng đẹp nè. Trời ơi, trải cái gì cũng sướng. Từ đó. Cô ơi, cô với con dành bathroom rồi. Cô dành chỗ khác đi. Cô nhìn nó đẹp quá hết trời. Nhà con mắt không nghe con. Thôi đi, mê quá. Con mê cái này nè, cái dorm nè Vy ơi. Cũng đẹp rồi. Cái dorm nè, mê không?
Wow. Ồ, cái ceiling mê ha. Nó cao như vậy nè. Đó, nhìn xuống nha con nè. Wow, đã không? Với lại cái stair nó làm ha. Đẹp quá ha. Mê. Thôi Vi ơi, khu này đẹp. Ừ, mình phải enjoy thôi. Chỉ có mỗi cái đường đi lên, mai mốt sợ tuyết lên khó chị Vi. Hơi cao. Dễ đi hơn chút. Ồ, nó có đường khác. Đường khác. Mà có đường khác. Cái ngõ đó thôi, cái ngõ đó giờ đứng. Ừ, nó ở đồi á. Cái khu này trong đẹp. Những cái đèn đẹp chưa nè. Đó, cái đèn chandelier. Có cái dorm nè, thấy không? Rất là đẹp. Nhà này 21 năm rồi nhưng mà rất là sạch sẽ và đẹp nha. Trời. Mê không? Đó, các bạn thấy không? Cái cầu thang đi mà nó vòng 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 vòng. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Những cầu thang như vậy á là nó đắt, rất là đắt giá trị cái nhà nha. Ở nhà sạch sẽ quá trời luôn. Đó, mình có thêm khách vô nữa kìa. Hello. Đây. Mời vô đi ha. Và Vi ở đằng sau á. Hai con vô đi con. Hello, hello. Đây. Mang nguyên thùng quà bự quá luôn nè. Mời mời cho trong nha. Mày đủ hết chưa? Đã có cô. Dạ. Dạ không. Nhìn vô cái nhà thấy mê không? Wow. Ha, đẹp ha. Đó. Mình chia sẻ cùng với các bạn ha. Cái nhà của người Việt, bạn của mình ở bên Mỹ nha. Đó. Đó. Những cái cảnh rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Nhà này nó rất là đẹp, cái màu rồi rất là nhiều ánh sáng luôn nha. Mê ha. Wow. Này. Cái bếp mê ha, mình nhìn mình thích cái bếp lắm luôn á. Hai cái island nó ghép lại với nhau, nó to, một cái island, một cái chỗ mà để đựng đồ ăn quá lớn luôn. Bao nhiêu đồ ăn để cho thoải mái á. Ờ, coi nè. Trời ơi, một cái luôn nha, rất là rộng. À. Tha hồ mà để đồ ăn luôn nha. Mê ha. Đó. Đồ ăn nè. Trời ơi, mời vô ăn nè. À, bếp rộng quá ha. Cái này nó làm. Cái này quá rộng quá ha. Cái này nó làm double luôn ha. Wow. Cái này là khỏi cần phải là xếp cái bàn nữa. À. À. Cái nhà bếp rất là rộng rãi nha. Nó làm hai cái island này nó bự rồi. Xong thêm island. Ở đây là thêm cái tủ lạnh nữa này. Tủ lạnh nó làm đấy là bia này. Đó, nó làm bia rượu trong này. Mọi người thông cảm nó hơi ồn bởi vì nhà đang mở tiệc nha. Quá trời đồ ăn ngon luôn nha. Có cái này là cái mà không có đi thì là ồ, thì ra là như vậy, mình ăn chung cái đầu, con ăn chung cái này. Nó ngon ghê luôn vậy đó. Cái bếp mê nhất là cái bếp nha, rất là rộng rãi đó, mê nhất là cái bếp đó cô ơi, đẹp quá trời luôn. Rồi bếp đó. Coi mấy cây ớt mê chưa nè. Trời ơi, nhà ba cây ớt to đẹp quá không đó. À, bên kia rất là rộng rãi nha, mê quá. Mình đi khắp nơi cho bà con cô bác thấy cái nhà rất là đẹp, khang trang. 1.250.000 nha. Đó. Đây là phòng khách nha. Trang trí cũng rất là êm ấm, êm dịu. Mê ha. Đẹp quá luôn. Đó. Đẹp quá. Wow, nó làm riêng biệt luôn nha. Wow. Ồ, cái chỗ này là riêng biệt đẹp quá. Trang trí cũng đẹp nữa chứ. Wow. Đấy, nhìn
Đấy, trang trí đẹp chưa? Đây là gọi là formal dining room. Chỗ này là để bàn ăn, nếu mà đông khách mình ra đây ngồi mình ăn. No, nhưng mà nó cái này nó là really well built mà well take care nữa ha. Cho nên nhìn YouTuber đây. Đó, đây là chú với lại em ha. Chùm Facebook. Chùm Facebook. Đây là có một cái chỗ để giống như là thí dụ về hình hoặc là để tượng gì đó, có chỗ cắm điện. Đấy. Wow, đẹp. Cả nhà nha. Rồi mọi người này, đây là bây giờ mình tắt đèn thì bây giờ mình mới thấy có một cái đèn giấu ở trong cái này đó. Rất là đẹp nha. Nó làm cái đo, nó làm cái vòng lên rất là tuyệt vời nha. Đó. Kiểu đẹp ha. Nè. Wow. Cái bầu trời. Đó, sáng đất lên một vòng luôn. Lâm Râu xin nằm ở dưới cái floor này nè, ở dưới cầu thang rồi chứ làm gì lên được cái cầu thang. Trời ơi. Bây giờ nếu mà mình đứng đây, bây giờ mình đứng đây làm nắng tượng nè. Ai đâu biết mình đứng đây là mẫu. Không, chỗ này là nó để mấy cái bình lớn đó Vi. Bỏ hình hai vợ chồng á. Chơi nguyên cái to vậy luôn đó. Chơi luôn cái đó. Nhà ta mà Lâm Râu khoái để đòi để hình mình á, khổ ghê. Thôi. Ông mở cái điện này từ đây. Đây, mở điện đây luôn. Không bị điện này. Cái trò. Wow, sáng trưng luôn ha. Mê chưa? Đẹp không? Wow. Này giống như cái sảnh đó hả? Đẹp cái sảnh đó. Nhà này mình nãy năm mình nói với lại gì đó. 203. Mình với Bình mình không chơi được. Không chê, quá mê luôn. Bên này cái nhà nào nó làm vậy đó. Mình chưa vô đó. Design khác nhau nha. Mỗi nhà nó có design khác nhau à. Nhà nào nó có cái design đẹp hết á. Đẹp quá, nãy giờ Lâm Râu không có chịu về, cứ đứng đây hoài à. Thôi mình cho chút xíu. Vì ơi đuổi ra khỏi nhà đây với. Sau này Noel á, mình để cái cây Christmas tree đi nè. Đây nè Vi, right here. Đó, để ngay cái cầu thang lên đó. Nhà Lâm á, Lâm để. Ồ vậy hả? Đẹp lắm á. Nhà Lâm cũng đẹp. Mỗi nhà nó có design khác nhau, nhà cũng đẹp hết. Mê quá. Không, từ biết sao mới lâu lâu tới như vậy. Đi. Đúng rồi, chơi cái gì cũng vậy hả? Quá đẹp luôn. Đẹp. Đổi đi, đổi đi. Rồi, một chút chia sẻ nha. Đẹp quá. Ở đây wow, gara rộng quá hả? Đây. Đây, gara nha, rộng rãi, cao ráo, thoáng. Ba gara nha, nhưng mà cửa thì cửa hai, nhưng mà nó làm là giống như kiểu mình đậu trong một chiếc, đậu tút cho trong và ngoài một chiếc. Đó. Wow. Đây bà chủ. Ngoài đây. Wow, cá đẹp quá. Đây, nhìn đây. Trời ơi. Wow, có cá không? Sao thấy cá lặn đâu hết rồi? Đây hả? Rồi. Có thấy kìa, có thấy. Tại vì mình không xử lý nước là nước nó ở dưới nó bị rong rêu cho nên ở trên này nó xanh vậy này. Đúng rồi, tại vì nhưng mà cái này là khi mình mua là nó có đó rồi á hả, phải không? Cái hồ nó có sẵn nhưng mà cá thì nó bắt đi hết rồi. Có. Nước có sẵn. Cái này mình phải chemical mình xử lý thường xuyên à, chứ nếu không có nước nào đập trong cái ao này nó cũng bị nó bị allergy á. Ủa sao tắt rồi? Hả? Sao tắt vậy? Tắt
đâu thấy mà nó mới đây nè, phải không, sao đâu, bật lên đi để cho nó có oxygen cho nó ấy, chứ không nó chết á. Không chết đâu, nhưng mà bật lên nó sống động chút hả? Ừ, sống động chút mà. Trời ơi, nuôi cái này nè, đến khi mà nó lớn. Tại nó đang còn nhát á. Có hỏi cùng lúc mà vô coi nhà nhiều lắm. Rồi. Nhưng mà người cũ là chủ gì? Mỹ. Mỹ hả? Ủa Mỹ mà nó cũng nuôi nha. À. Đó mới tắt xong ra lại rồi đó, là cái waterfall đẹp chưa? Đó. Ở nhà có cây dừa nè. Thường á là ngay cái hồ lúc nào cũng có cây dừa. À. Để mà nhìn cho nó đẹp rồi á, cây maple hay là cây sung hay là cây gì đó được. Dạ. Yeah. Sung cho nó sung túc. Đây à, khu nhà đằng sau nè. Wow, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Dạ. Yeah. Oh yeah. Cây này, cây thì này. Đây, cây cây thông mà loại nó này, nè. Nhỏ nhỏ giống như thông long. Thông long. Đây thông long nè, giống như cái mà long nè. Ồ, đẹp ghê. Phơ đó, nó gọi là phơ đó. Cái này á mình chưa thấy bao giờ. Phơ đó. Cái này chưa thấy bao giờ. Đâu nhiều anh thấy rồi. Cho tắm đi. Thấy là nhiều rồi. Trời ơi mê quá luôn nè. Sót lắm nha. Mê quá. Ừ, ủa mấy cái này nó làm tàn bự quá hả? Cây dừa bự. Cà. Không không, cái này nè, cái này nó làm tàn bự quá. Bự quá nó không là... để nó che luôn cho nó. À, che nó mát để mát cái hồ cá nó khỏi bị rong rêu. Không đẹp, nhà quá đẹp luôn. À. Rất là đẹp. Wow, đây nè. Giờ mình ra đây ha. Một cái khu rất là yên tĩnh nè. Nè. Nó nằm ngay chỗ cái bên Việt Nam mình nó thường hay gọi là hai mặt tiền á. Cho nên nó có rất là rộng ngay cái sân này nè. Đó thấy không? Cây cối mát. Nói chung là cây xanh nha. Cho nên nó mát mẻ lắm. Đó. Đẹp chưa? Hàng xóm rất là yên tĩnh, nhà cũng bự lắm. Lâm Vân đưa các bạn đi coi hàng xóm luôn nha. Đó, mình đi tham quan nguyên cái khu này thì nói chung là nếu mà một khu á, thì cái giá nó cũng ngang ngang nhau, nó chênh lệch không có bao nhiêu hết á. Có nghĩa là nếu mà nhà này 1.250.000 á, thì nhà kia cũng 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 vậy đó. Đó, chứ không có cái nào mà dưới 1.000.000 nha. Đó, nhà này là trên 1.000.000 hết luôn á. Rồi, tiếp tục đồng hành cùng với Lâm Vân đi tham quan nhà đẹp ở Mỹ nha. Đó, nhà Việt Nam nha các bạn. Đây, khu nhà 1.000.000 ở Mỹ nha, người Việt Nam nè. Đó, hồi nãy mình đã cho các bạn coi ở trong rồi, bây giờ mình cho coi ở ngoài hàng xóm nè. Đây là khu nhà 1.000.000 nha. Nhìn những cái nhà đẹp ghê luôn á. Ở ngoài là bằng đá. Mình quay cái cảnh tối tối như vậy nè để thấy được cái đèn á. Nó đẹp không? Nhìn nó sang ghê luôn không? Wow, đẹp ghê luôn. Đây, đây là hàng xóm nè. Bây giờ mình đi một vòng coi cái khu nhà mà nó nói chung là về cái an toàn, safety ha. Thấy nó im lặng không? Cho nên khi mình đi bộ á, mình cũng không có sợ những cái khu nhà giàu, nhà sang trọng như vậy á. Nó rất là bình yên. Nó không có phải là nó lộn xộn rồi đi nguy hiểm này kia. Thấy không? Wow, nhà đẹp quá. Những cái nhà này bao nhiêu tiền không? Có biết không? Nhà này chắc cũng 1.000.000 hơn. Nói chung là khu này là không có nhà nào dưới 1.000.000 hết á. Những cái nhà này khoảng 1.200.000, 1.300.000 trở lên ha. Mỗi nó khác nhau. Đúng rồi. Mỗi nhà nó có cái style khác nhau đẹp. Mỗi nhà mỗi kiểu á. Mỗi nhà mỗi kiểu. Không, những cái nhà mà nó đắt tiền á, nó không có làm giống nhau đâu. Ừ, nó làm khác nhau. Những cái nhà mà giống nhau là những cái nhà thuộc dạng là 700-800 là nó y hệt luôn. Ừ. Một cái khu là cùng kiểu luôn. Đẹp lắm nè bạn. Nè, căn đây nè. À. Cái căn này là nó làm theo kiểu nó gọi là stucco. Ừ, giống như cái stucco giống như dân á. Đó, nó làm kiểu nhìn giống như xây á.
nhìn thấy ấm áp á, những cái đèn ở trong á, nhìn thấy nó ấm. Căn này y hệt nhà Vi nè. Đó. Ờ, cái kiểu của nó đẹp ha. Cái kiểu của nó tròn tròn mà coi như là cái hai mặt tiền luôn. Ờ, tôi đúng rồi. Ờ, nhà kiểu hai mặt tiền á. Đẹp quá. Im lặng quá. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh luôn. Ở đây trong này có quen biết ai Việt Nam không? Chưa gặp ai, chắc mới tới chưa. Mua vô được bao lâu rồi? Mới 2 tháng. 2 tháng rồi hả? Thằng cây dễ thương chưa? Ồ. Đẹp ha. Hai bên đường im lặng luôn. Quá đẹp luôn. Đó. Đây là một cái khu rất là đẹp. Nhà triệu đô mà, cho nên á rất là đẹp và sáng sủa, sạch sẽ. Trời ơi, trên đường không có một cọng rác luôn nha. Không nhận ha. Sạch. Ở trong này á thì nó gọi là có home association, có nghĩa là một cái khu nó có người đi coi ai mà ở dơ là nó phạt. Nhưng mà một tháng mình trả bao nhiêu ha? 60 đồng một tháng. 60 đồng một tháng. Thì trong này là ví dụ như là những cái gì mà mình làm là phải theo luật của cái khu đó nha. Đó. À, như cái thùng rác để ngoài mà lâu quá cũng không được. Rồi nhà mà sơn màu gì khác nó cũng không đúng cho. Ờ. Ừ. Giống như nói được. Đúng rồi, theo cái khu, theo yêu cầu của cái khu đó. Đẹp ha. Dễ thương chưa? Ồ mê ha. Dễ thương. Wow. Công chúa ở có cái balcony. Ờ. Giống nhà của dân mình có mấy cái balcony ra nhìn đẹp. Mê ha, đẹp quá. Trời ơi, mầm cái này. Ờ. Đó, khu này là mình mơ ước nha, nhưng mà thôi, mơ thôi. Làm gì mà được tới đây ở. Trời ơi, thôi đi nha, chị Dương còn ngon hơn nữa, đã hơn. Trời ơi, mê quá. À, công nhận, làm gì làm tự nhiên thấy nhà khu nhà đẹp mê. Ừ, mê. Công nhận cứ đi khoái, đi coi nhà đẹp. Đó, Lâm Vân rất là thích đi coi nhà đẹp, cho vì vậy cho nên mình cũng quay lên để chia sẻ cùng với bà con cô bác để coi khu nhà đẹp ở Mỹ nha. Đó, nhưng mà Việt Nam mình mua cũng rất là nhiều nha. Người Việt Nam mình qua đây nói chung cũng thành công rất là nhiều. Đó, cho nên cũng có nơi ở khang trang vui vẻ. Đó, đẹp quá. Rồi, tiếp tục đồng hành cùng với Lâm Vân nha. Đây là cái khu vui chơi nha. Ở bên hông nhà là một cái khu vui chơi rất là đẹp. Nè, mê lắm luôn. Nè, trời tối rồi nha, nhưng mà vẫn có rất là đông người chơi. Đây, các em chơi bo, rồi thiếu nhi thì chơi cầu tuột nè. Cái cầu tuột rất là đẹp nè không. Đây, bên hông nhà là một cái phạt. Cái nhà rất là lý tưởng. Thì nói chung là như vậy thì nó mới, cái giá của nó mới lên cao mà khu đẹp như vậy. Đó, tối rồi người ta vẫn bày ra, người ta ăn uống rồi á. Con nít thì chơi nói chuyện. Thấy không? Thấy cái phạt quay lên ban đêm rồi mà sáng đẹp ghê luôn, thấy không? Cái cảnh mặt trời đang lặn, mê chưa? Wow. Sunset đó, đẹp ha. Lý tưởng hả? Ờ, chiều chiều á hai à. Ờ, view City nữa. Trời ơi, chiều chiều hai ông bà đi bộ ra ngoài đây đi tà tà hưởng già. Mình nói nghe các bạn đang còn trẻ quá luôn. Đó, chiều chiều ra đây ngồi á, cảnh romantic nha. Mê ha. Càng cây đẹp quá luôn. Trời ơi. Đó. Trời á, xe lạnh đi giống như là cặp tình nhân vậy đó. Nghe nói công nhận hai chồng này biết enjoy, biết hưởng thụ quá. Đó, mình chắc phải lên đây ăn ké thì sao đâu chứ. Welcome hả? Trời ơi, mê quá luôn nha. Nè, cảnh đẹp ha. Wow. Cái phạt bự đi bộ ha, đi exercise đó. Con nít chơi nè, đủ loại trò chơi hết nè.
cầu tuột, xích đu, rồi quay, vòng quay, rồi người lớn tuổi thì đi bộ. Nó có cái rail này, đi bộ xuống, đi một vòng bộ rất là lý tưởng, đẹp, tuyệt vời luôn. Còn đó, mình lái xe đạp đi trên cái này cũng được. Đó, quá trời người đi chơi này ha. Rồi, một chút chia sẻ cùng với các bạn nha, tiếp tục đồng hành cùng với Lâm Vân nha. Chỗ này mình đứng đây là mình nhìn xuống là cái Lake Washington nha, cái hồ lớn nhất ở tiểu bang Washington của mình nha, rất là nổi tiếng. Nhà ở đây mua không được đâu, tính 5-6 triệu trở lên thôi đó. Nói chung đi vô trong cái vườn, cái nhà của anh ta cũng không được đi luôn á, chứ cho nên mình đứng trên này mình nhìn xuống này thấy view đẹp ghê luôn ha, mê ha, công nhận cảnh ở đây tuyệt vời, quá đẹp luôn. Tối ra đi như vậy rất là an toàn. Nãy giờ mình đi một vòng rất là dài, mình không có quay, nhưng mà cảnh rất là đẹp và an toàn, rất là safety. Cái safety ở đây là number one luôn đó, tuyệt vời luôn ha. Đó, hưởng thụ cảnh ha. Rồi á, coi người ra vô buồn buồn ra ngoài đây ngồi coi người ta đánh banh không à, ha. Đó kìa, nó lăn đùng ra, nó nằm ngoài đường á, vui không đó. Rồi đi xe đạp rồi tùm lum hết, vui quá. Rồi một chút chia sẻ cùng với tất cả các bạn nha. Rồi bây giờ khuya rồi, Lâm Vân xin tạm dừng video ở đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha.